Tối hôm nay chúng ta bắt đầu nói về một cái bài giáo lý. Hôm nay mình sẽ học về giáo lý của 12 nhân duyên. Đây là một cái giáo lý rất là căn bản mà rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Cái giáo lý này được Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thâm hiểu ngay khi mà ngồi thiền 49 ngày ở gốc cây Bồ Đề. Và chúng ta thường gọi là Ngài giác ngộ thành Phật. Vậy thì chúng ta mới hỏi rằng Ngài giác ngộ là Ngài giác cái gì? Ngài ngồi thiền đó, Ngài suy tư cái gì mà để Ngài gọi là giác ngộ mà thành Phật? Thì khi mà Ngài ngồi thiền như vậy đó, Ngài đã tư duy và Ngài đã khám phá ra 12 cái duyên này. Và Ngài đã, khi mà hiểu được cái duyên này rồi đó, mình thấy được cái này rồi, nói chung là nói thẳng ra là Ngài thấy được cái nhân duyên của các pháp. Thì khi mà mình hiểu được cái nhân duyên của các pháp rồi á, thì tâm của mình nó tự tại, nó giải thoát, nó an nhàn, nó không có bị, nó không có còn đau khổ nữa. Cái này người ta gọi là nhân duyên. Có khi thì người ta gọi là duyên khởi, giáo lý của duyên khởi. Duyên khởi là sao? Duyên khởi có nghĩa là cái sinh khởi của mỗi một vật, một việc á, nó liên hệ tới những cái khác. Cái này có thì cái kia nó có, cái này không thì cái kia nó không. Cái đó gọi là duyên khởi. Còn cái tên của cái duyên khởi này, nó còn có một tên đó là nhân duyên. Cái này nó là nhân, để nó có cái duyên nó tạo ra cái quả này. Nhưng mà cái này nó cũng là cái nhân để cái kia nó có mặt. Thí dụ như giờ mình nói là hạt cam là cái nhân để rồi nó sẽ ra trái cam. Nhưng mà ở trong trái cam nó có hạt cam để nó có thể nó sinh ra trái cam nữa. Cái giáo lý nhân duyên của nhà Phật là vậy. Không có cái gì nó có thể nó có mặt một mình nó. Cái gì nó cũng phải do cái duyên. Thí dụ bây giờ mình cái hạt gieo xuống, cái hạt nó mới là một nhân thôi. Rồi đất, rồi nó phải duyên với gì nữa? Nó phải duyên nước, duyên với ánh sáng mặt trời, duyên với nhiều thứ khác để cái cây nó có mặt. Thì tự thân cái hạt nó không có thể lên mầm, có hoa, có trái được. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ là nhân duyên. Thí dụ hôm nay đó, không, mọi việc mình sắp xếp rồi, nhưng mà nếu mà chỉ cần thiếu một cái duyên thôi, đó là tuyết quá, máy bay không cất cánh được. Thiếu nhân thôi, thiếu một duyên thôi, thì cái sự có mặt của Pháp Hòa nó cũng không có thể thực hiện được. Vì vậy mà cái bài học này á, thường thường ở trong nhà Phật thường gọi là đây là cái giáo lý căn bản. Nhưng mà nói căn bản chứ rất là sâu. Mà mình không để tâm mình học á, mà nghe đó, thì mình không có hiểu hết. Cái giáo lý này có hai tên ha. Có khi gọi là nhân duyên, có khi gọi là duyên khởi. Duyên khởi tức là cái sự sinh khởi của một pháp này tùy thuộc vào cái điều kiện hay là cái yếu tố trước. Thì giờ là duyên khởi. Cái này nó là một cái nó, mỗi một cái sự việc á, nó là một cái khởi sáng cho cái kia, cho gọi là duyên khởi. Thí dụ như ngày xưa mà ở đây mà không có những vị mà tị nạn qua đây trước á, rồi có cái tâm muốn lập chùa, rồi cái người mỗi rồi cái đi do tình cờ tâm tình với vị khác, vị khác nghe cũng đúng cái ý của mình, cái từ đó những cái duyên khác nó khởi lên. Tại vì mỗi người là một pháp,
mỗi người là một cái tâm ý, rồi nó duyên với nhau và nó khởi lên cái sự việc, và chúng ta đi tới cái chuyện là chúng ta tạo dựng được cái ngôi chùa như vậy đó. Thì đây là cái điều mà Đức Phật đã khám phá ở dưới gốc cây Bồ Đề khi mà Ngài ngồi thiền 7 tuần lễ. Thì thường thường á, các cái giáo lý này người ta gọi là 12 nhân duyên. Nói theo danh từ Hán Việt là thập nhị nhân duyên. Và ngày xưa các vị luận sư trong Phật giáo á, hay đề cái xứ thế thuyết này ra theo cái thứ tự hàng dọc để mà giải thích lý do luân hồi của con người. Con người mình nó cứ vòng vòng luân hồi sanh tử là bởi vì chúng ta có những cái duyên nó chằng chịt, là do vô minh, rồi do từ vô minh cho nên nó đi tới cái hành nó sanh ra thức, thí dụ vậy đó. Thì cái đó giáo lý đó gọi là giáo lý hàng dọc, giải thích như vậy gọi là giải thích kiểu hàng dọc. Rồi có khi đi ngược lại, chiều thuận là đi thứ tự là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Rồi nếu mà đi hàng nghịch đó, là nói ngược lại. Bây giờ mình phải trước hết đó, mình phải nói ra 12 cái tên này. Mình ráng mình thuộc 12 cái tên này thì mình nghe nó mới suông. Thì cái cách nhớ á, là mình nhớ Pháp Hòa, nhớ cách nhớ Pháp Hòa học rồi đó. Thì Pháp Hòa học 5 cái cho nó thuộc, là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Nhớ 5 cái: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập là 5, phải không? Rồi bây giờ tiếp những cái sau là xúc, thọ, ái, thủ, hữu là 10 rồi, phải không? Sinh là 11, lão tử là 12. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Rồi gì nữa? Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 12 tên. Khi mình thuộc được 12 tên này, bây giờ thuộc chứ ngày mai hỏi lại nó quên. Bây giờ mình nói, bây giờ hôm nay á, cái điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, muốn trình bày với đại chúng là mình sẽ nói hai phần. Lâu nay á, là mình học 12 nhân duyên, mình học theo cái chiều tích cực nhiều hơn, tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Tiêu cực có nghĩa là mình thấy rằng con người mình là do vô minh, rồi nó dẫn mình đi tới những cái việc làm, những cái suy tư là hành. Rồi từ những cái vô minh đó nó sanh ra cái hành, rồi nó sanh ra cái thức là cái phân biệt, rồi dính mắc vào cái danh cái sắc, dính vào cái, rồi bắt đầu tiếp xúc với sáu căn, mình tiếp xúc với sáu cảnh, cho nên mình mới sanh ra những cái sáu cái phân biệt. Rồi mình mới tiếp xúc, rồi mình mới cảm nhận xong rồi mình ái luyến nó, rồi mình bảo thủ nó, mình bảo vệ nó. Từ do mình bảo vệ nó rồi cho nên nó mới sinh ra đủ thứ chuyện, rồi từ sinh ra những cái chuyện đó rồi con người mới có đời sống. Con người đời sống bắt đầu, kể có sanh thì phải có già, có chết. Từ chết rồi con người trở lại sanh, rồi gọi là luân hồi sanh tử tiếp tục. Cái đó là mình giải thích theo cái chiều tiêu cực. Rồi mà trước hết á, hôm nay mình nói thêm cái phần tích cực. Khi mình thấy nó rồi á, thì mình phải tu làm sao, mình chuyển nó làm sao. Mà cái đó mới là cái chính của Đạo Phật. Mình thấy Đức Phật có cái hay á, là thường thường Đức Phật chỉ cho mình cái dở, xong rồi không có ngừng ngay đó. Luôn luôn Đức Phật chỉ cái dở, xong rồi Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm sao làm cho nó hay. Ví dụ như Đức Phật nói tứ đế ha, Đức Phật bắt đầu từ đâu trước? Phải nói cái khổ trước. Nói cái khổ xong rồi Đức Phật mới nói nguyên do nào mình khổ. Nguyên do nào khổ rồi Đức Phật mới chỉ cho mình cái cách làm sao.
cái cách để mình tu, để mình hết khổ. Cho nên thường thường người ta hay kêu là tu đến cái chỗ gọi là hết luân hồi sanh tử. Cái chữ hết đây là sao? Không có nghĩa là mình đi về chỗ nào đó chỗ nó không sanh không chết, không phải. Vẫn sanh, vẫn chết, vẫn già. Nhưng mà hồi chưa hiểu đạo á, thì một lần thay đổi là một lần đau khổ. Còn bây giờ hiểu đạo rồi đó, thì có sanh, có già, có bệnh, có chết đi nữa, thì tâm mình vẫn bình thường, là tại vì mình hiểu nó rồi. Mình nói ví dụ như mấy đứa nhỏ nó chơi đánh bài với nhau đó, nó nhìn cái tờ giấy có in 5 đồng, 10 đồng, nó có thể nó đánh lộn với nhau vì những tờ giấy đó. Tại sao? Vì nó coi những tờ giấy đó là tiền thiệt. Còn mình người lớn á, mình hiểu hơn nó rồi. Bây giờ cái đó có còn, có mất, mình có khổ không? Mình bình thường, tại mình biết nó là giả. Nhưng mà hồi nhỏ đó mình cũng y chang như nó, mình cũng từng đánh lộn bởi những cái tờ giấy in cái số tiền đó lên. Hồi nhỏ mà chơi bắn thun á, chơi mà hơn một sợi dây thun thôi là mình cũng cự nữa. Quý vị nào nhớ mình ăn trái ô môi không? Ăn xong rồi lấy mấy cái hộp ô môi để dành bắn. Chơi bi mà hồi nhỏ mà chơi bắn bi mà ăn bi với nhau đó nha. Mà nhiều khi mà bi mà phải lựa, nó chung bi cho mình mà mình phải coi cho kỹ nha. Nhiều khi nó đưa bi mẻ. Phải không? Có ai nhớ không? Cho nên rồi thì hồi nhỏ mình thấy cái đó mình thiệt, cho nên mình mới tranh chấp với cái đó. Một khi bây giờ mình lớn rồi, cái trí mình nó hơn cái hồi nhỏ rồi, thì bây giờ mình nhìn cái viên bi đó nó là bình thường. Thì cũng như vậy, giữa Phật với chúng sanh đó, nó chỉ khác ở cái nhau cái chỗ giác với mê. Mê á thì hoành hành gọi là đủ thứ phiền não tranh giành. Nhưng mà cái người giác á thì họ bình thường, họ buông bỏ được. Cho nên người ta hỏi giữa Phật với chúng sanh ở nó khác nhau chỗ nào? Nó chỉ có mê với ngộ thôi. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ hoài mà ở trong kinh Viên Giác dùng cái từ tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Ngồi coi cải lương mà khóc là tại vì mình không biết nó giả, mình tưởng cải lương nó thiệt, ngồi khóc. Một khi giật mình vỗ tay cái bóp, mình nói trời, tại sao mình lại khóc, cải lương là giả mà. Thì khi một khi biết nó giả rồi, cũng không cần đi đâu, cũng ngồi ngay đó vẫn tiếp tục coi cái tuồng cải lương đó mà bây giờ hết khóc. Gọi là tri huyễn tức ly. Tri nó là giả rồi thì tức là mình lìa nó, mình lìa cái đau khổ sầu muộn do cái tuồng cải lương đó, phải không? Nhưng mà khi mà lìa được cái, mà ly được như vậy rồi là mình là giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mình lìa được, mình tri nó là giả thì tự nhiên mình liền có cái sự giác ngộ. Chầm giữa mình với chúng, giữa mình với Phật là chỉ có vậy thôi. Phật thì là giác, còn mình là mê. Cho người ta hỏi Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác. Người Trung Hoa gọi rõ ràng là giác giả. Giác giả là người giác ngộ. Ví dụ mình ngồi mình coi cái lương, mình nghe cái ông đó ông hát, rồi hôm nay con lại tới đây, cái là bắt đầu mình rưng rưng rồi đó. Giữa lúc đám cưới của thằng Tăng nó tưng bừng giá tiệc, cái là bắt đầu mình ngồi mình buồn theo cái đó, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, mình nói trời ơi, cái ông này ông hát có mùi thiệt, ông đóng đạt đó, nhưng mà giả. Ông khóc vậy chứ, và ông khóc cho ngon cơm chừng nào ở lạng lát ông xuống ăn tiền chừng đấy. Mình ngồi mình đầu mình coi phim mà mình thấy cái anh đó đóng cái vai ác, trời, mình ngồi mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình thấy nguýt cái anh chàng đó, anh đó anh mừng dữ lắm, tại anh đạt rồi đó. Thầy Pháp Hòa hỏi hồi xưa cái chú mà đóng cái tuồng Tôn Ngộ Không làm sao mà đóng mà đạt được như vậy, cái bộ phim mà quay hồi bên Trung Quốc năm 86. Thì anh mới, người ta phỏng vấn thì anh mới nói là kể từ khi anh nhận cái vai đó rồi đó, là suốt ngày đêm anh ăn ngủ theo khỉ hết. Thậm chí là anh phải kiếm một con khỉ, rồi con khỉ nó làm sao anh làm vậy. Con khỉ nó đưa tay lên thì anh đưa tay lên, nó ngồi nó gãi thì
Anh cũng làm giải cho nó đạt, nó nhập vai. Quý vị thấy cái phim mà Tây Du Ký, mà cái bộ đầu tiên mà quay ở bên Trung Quốc đó, thì cái người đóng cái vai Tôn Ngộ Không nhập vai. Không, nhưng mà khi mà đóng xong rồi, đóng xong cái tuồng đó rồi, cái anh cũng nhập luôn. Là tại vì bây giờ nó trời suốt cả bao nhiêu năm trường đóng cái phim mà, đúng không? Ở đây mình cũng nói vậy đó. Khi mà mình hiểu được cái giáo lý nhân duyên, tức là cuộc đời này ha, không có cái gì nó có mặt mà không có những cái nhân duyên với nhau. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa về đây mà không có những cái nhân duyên đẹp á, thì mình đâu có gặp nhau thường xuyên như vậy. Pháp Hòa nhớ lần đầu tiên Pháp Hòa về Hải Đức cũng là lễ Phật thành đạo, cũng là cái mùa lễ Phật thành đạo. Có ai nhớ năm nào không? Năm tới đây nữa là đúng 10 năm, 2002, mùa lễ thành đạo năm 2002. Bây giờ là 2011 rồi, thấy không? Thành thử ra mình mới thấy là tất cả nó đều có cái nhân cái duyên hết. Nên thì bây giờ đó, mình trở lại là mình nói đầu, bây giờ mình giải thích những cái danh từ trước. Trong giáo lý 12 nhân duyên người ta trình bày đó, thứ nhất là người ta nói vô minh. Vô minh là gì? Vô minh tức là cái sự mê mờ, lầm tưởng, hiểu lầm hoặc là không hiểu. Cái đó gọi là vô minh. Rồi từ những cái mà mê mờ, hiểu không có rõ ràng, không có sáng suốt, thì nó đi đến cái bước thứ hai là gì? Đó là hành. Hành là gì? Hành tức là những cái động lực bị quấy rối ở trong tâm. Thí dụ bây giờ quý vị hiểu lầm một người nào đó, thì mình thấy cái người đó lòng mình không có an. Mỗi lần mình gặp cái người đó là bắt đầu cái tâm mình nó bất an. Mà thậm chí người nào mình hận thù, mình ghét bỏ, coi mình nghe tới tên người đó, là mình gặp cái diện mạo của người đó là tay mình rung lên, môi mình rung lên, tim mình đấm thình thịch. Thì trường hợp như vậy là hành. Tâm thức mình nó dao động. Từ đâu? Từ những cái sự hiểu lầm của mình, từ những cái không có hiểu rõ của mình. Có khi hoàn toàn không hiểu, có khi hiểu mà hiểu không hết, hiểu không tường tận, gọi là hiểu lầm. Thì trường hợp đó, đó cái vô minh nó người theo cái giải thích theo chiều thuận nha, là từ cái vô minh này nó dẫn cho đến cái tâm thức mình bị dao động, gọi là vô minh duyên hành. Rồi hành nó duyên cái gì? À, hành nó duyên thức. Từ cái vô minh nó làm cho tâm mình bị quấy động, cho nên mình muốn nói, mình muốn làm, mình muốn biểu lộ. Vô minh là khi không có sáng suốt, khi con người bị vô minh. Thì có một cái anh đó, anh uống rượu say, anh chạy vô chùa, anh đập cửa chùa, đập cửa tịnh xá. Đức Phật nghe ồn ào, Đức Phật mới đi ra. Thì trong khi mà ảnh sai như vậy, ảnh mới nói ông là ông Phật đó hả? Ông là ông Phật đó hả? Bữa nay tôi cũng muốn vô, tôi muốn làm Phật. Ông cho tôi làm Phật đi. Phật nghe như vậy, cái Phật mới bảo các thầy á, lấy tông đơ ra, ghim điện vô, cạo tóc, thay xi mi cho ông. Nhưng mà khi mà sai rồi, cạo đầu rồi, thì thay pháp phục rồi, cái ông ngủ một giấc tới sáng, cái ông giật mình. Ông không biết ông đang ở đâu, mà ông nhìn lại ông thấy trời sao toàn là cạo tóc hết trơn, nguyên một nhà vậy nè, rồi mặc áo vàng hết trơn. Rồi tới hồi ông nhìn lại ông cũng thấy là ông cũng bị cạo đầu và mặc áo. Quảng hồn ông mới chạy ra. Ông chạy ra thì các vị khác mới đi theo hỏi. Vì có vị thì bất bình mới vô hỏi Phật. Nói bạch Đức Thế Tôn, thường thường người đi xuất gia, người ta tỉnh táo, người ta vô, người ta xin, rồi Ngài cho, tụi con không có gì phản ứng.
Và mà tại sao mà Phật lại cho một ông sai đi tu? Thì Phật mới hỏi, Phật hỏi rằng á, bây giờ tôi hỏi quý thầy nè, trong khi ổng sai, ổng không nghĩ cái gì hết mà ổng lại biết gõ cửa chùa, ổng đòi vô, ổng làm Phật. Thấy chưa? Mà cái người say á, say 5-3 tiếng rồi tỉnh. Nhưng mà có nhiều người thấy tỉnh mà đã say. Chẳng những vậy mà có nhiều người lúc nào cũng tỉnh nhưng mà cả cuộc đời chưa hề bao giờ nghĩ tới chuyện làm Phật. Cái anh này ảnh say mà ảnh còn đi tìm tới Phật, ảnh để anh vô muốn làm Phật. Như vậy thì giữa cái anh say rượu và một người như bình thường như chúng ta, ai tỉnh hơn ai? Ai say hơn ai? Anh say mà ảnh còn biết đi vô chùa, ảnh kiếm làm Phật. Còn mình bây giờ tỉnh mồng mông à. Nhưng mà chư tổ cũng nói đó, tỉnh giấc vẫn sai nồng. Mình ngồi có bộ tỉnh táo nhưng mà thiệt sự lòng mình đã sai. Sai đây là gì? Đó là vô minh đó, mê mờ. Nhân cái chuyện nói cái chữ vô minh mà Pháp Hòa nhớ Đức Phật nói một câu như vậy. Tại sao ảnh khi ảnh say ảnh không có nghĩ tới chuyện khác? Thấy không? Ảnh say mà ảnh lại nghĩ tới cái chuyện là ảnh vô cửa chùa rồi, đập cửa chùa rồi. Thông thường mình nói cái anh này hết chuyện rồi, say xỉn vô phá làng, phá xóm, phá chùa, phá miếu, phải không? Nhưng mà đối với một người giác, quý vị thấy thấy hơn mình không? À, mình tỉnh thì mình mắng cái anh say, nhưng mà cái người giác á, người ta thấy cái sâu sắc hơn mình. Tại sao khi say không nhớ gì khác lại nhớ đi vô chùa để mà đi xin xuất gia làm Phật? Đức Phật mới hỏi, giờ Đức Phật mới nói rằng nếu mà một cái người say á, dài 3 tiếng còn tỉnh, chứ còn đôi khi chúng ta cả cuộc đời chúng ta say mà chưa hề tỉnh. Thì Đức Phật mới hỏi một câu, giữa anh say rượu với mình thì ai say hơn ai? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức là gì? Thức tức là những cái tâm thức của mình, những cái sự phân biệt. Thì cho nên khi mà chúng ta chứa những cái mầm mống sai lầm thì cái đó gọi là thức. Vậy thì trong thức, trong hành nó có vô minh không? Có. Nếu không có vô minh thì cái tâm thức mình nó không có bị quấy động. Giống như nãy cái Pháp Hòa nói vậy, cái người mà cái người tỉnh, cái người sáng, cho nên mới thấy người khác đang làm cái gì. Cho nên trong hành, trong thức nó có vô minh. Cho cái gọi là duyên đó. Cái này nó duyên với cái kia đó. Bảo Hòa nói ví dụ bây giờ á, mà một cái lời nói của mình mà không có vô minh rồi, thì lời nói mình nó khác. Mà lời nói mình mà có vô minh rồi á, thì mình mà trong tâm thức có vô minh rồi á, thì tự nhiên lời nói mình nó có khác. Cho vô minh, hành, thức là ba rồi. Thứ tư là gì? Danh sắc. Danh sắc là gì? Danh á, tức là cái phần vật chất, sinh lý. Sắc là phần tâm lý. À xin lỗi, sắc là phần vật chất, sinh lý. Còn danh là phần tâm lý. Tại vì cái gì mà nó có tướng, có hình thì kêu là sắc. Còn có những cái nó chỉ có tên gọi, nó không có tướng hình, gọi là danh. Thấy không? Cho nên gọi là danh, danh và sắc. Thí dụ như là mình nhìn cái bàn tay của mình, thì cái bàn tay của mình cũng là đối tượng của cái thức. Là tại vì khi mình nhìn xong rồi mình còn phân biệt à, mình phân biệt cái này là nó như thế này thế kia. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, là bốn rồi. Danh sắc sanh ra lục nhập. Lục nhập là sao? Con người mình có sáu căn đúng không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Khi sáu căn này nó có sáu cái đối tượng,
sáu cái đối tượng của sáu căn là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Cái đó gọi là từ sáu, khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, nó tạo ra sáu thức, cho nên mới có 18 giới. Cho nên là hột chuỗi của mình đeo đó, 18 hạt đó. Tại sao hột chuỗi mới đeo mình có 18 hột? 18 hộp đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mình con mắt của mình á, thì thí dụ bây giờ con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, sắc cảnh, không thể chưa thành trần nha. Quý vị phải chờ rồi cái từ này Hoàng có nói kỳ trước đó. Khi nào mình nhìn nó, mình nhiễm nó đó, chừng đó mới gọi là trần. Còn bình thường nó chỉ là cảnh thôi. Thí dụ bây giờ á, con mắt này là cái căn, mình nhìn cái hoa này á, là cảnh, là sắc cảnh. Khi mình bây giờ mình nhìn cái hoa này rồi, mình mê đắm cái hoa này rồi đó, từ cái hoa này nó thành trần nhiễm. Tổ Hòa nói ví dụ, giờ mình đi đường á, mình cũng đi gặp cả ngàn người vậy đó, mình đâu có thấy gì đâu. Thì bây giờ cái ngàn người đó họ cũng xuất hiện trước mặt mình, họ cũng là sắc, nhưng mà chỉ sắc cảnh thôi, thấy thôi. Như một người là mình chấm rồi đó, thì bắt đầu người đó thành gì? Mới bắt đầu trần của mình đó. Rồi bắt đầu mình về mình tưởng tượng, trời ơi sao cái người, sao cái người đó cười cũng dễ thương ha. À, rồi bắt đầu mình làm bài thơ mình tặng chứ ha. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Thì khi mà mình làm được bài thơ đó là mình biết giờ cái người đó, đó trở thành ra trần rồi. Không, thành thử ra khi mà sáu căn tiếp xúc những cái hình sắc bên ngoài, những âm thanh bên ngoài chưa nhiễm ô là cảnh thôi. Còn khi nào mình nhiễm nó rồi, mình đắm chìm với nó rồi, thì lúc đó gọi là trần. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, ngày ngồi yên, có sáu đứa nhỏ nó bu, đứa thì moi mắt, đứa thì móc mũi, đứa thì quấy tai, thấy không? Thì sáu đứa nhỏ đó là ai? Là tượng trưng cho sáu trần, sáu cảnh đó. Nhưng mà đối với ngài á, nó bóc gì móc, nó làm gì làm, ngài vẫn bình thường, thì chúng nó chỉ là cảnh thôi. Chứ ngài mới hỷ quan hỷ được với nó. Còn mình bây giờ hãy nó tới với mình, cái mình biến nó từ cảnh thành trần liền tức khắc. Cho nên quý vị thấy tại sao Phật Di Lặc ngồi cười hỉ hạ mà có sáu đứa nhỏ nó bu quanh. Sáu đứa nhỏ là tượng trưng cho sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hay là có thể nói rằng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà quý vị có biết không? Đức Phật nói trong các kinh đó, nói tới nói lui rồi ngài cũng quả quyết một điều là con người chúng ta đau khổ hay vui sướng đó, hằng ngày đó cũng đều do sáu căn sáu trần đó. Ví dụ ngày nào không thể thấy, ngày nào không nghe, ngày nào không nói, ngày nào không ngửi, không nếm, không xúc chạm, không phân biệt. Cho nên ngài mới dạy chúng ta cái pháp tu là gì, là phải phòng hộ. Lúc nào cũng phải để ý phòng hộ nó. Còn mà nếu không phòng hộ nó thì coi như là mỗi ngày chúng ta cứ đắm chìm vậy. Ví dụ bây giờ hồi trước á, mình thích đi shopping lắm. Thích xong rồi nhiều khi mình cũng không biết là mình không có xài bao nhiêu, nhưng mà mình có cái thói quen là thích đi coi, coi rồi là phải mua. Đi shopping là mua. Mua về xài không cần biết. Nhưng bây giờ khi mình có được cái hiểu biết rồi á, mình quả quyết một điều là không xài, không mua. Chứ giờ có đi thì cũng bình thường, đi coi cho vui vậy. Thì bao nhiêu cửa hàng mình đi lúc đó là cảnh thôi. Hồi xưa là vừa thấy cảnh là nhào vô lửa. Thì liền cái áo đó nó thành trần. Thấy không? Chứ là lục nhập. Thì khi mà những cái sáu căn với sáu cảnh rồi bắt đầu mình tiếp xúc gió, cho nên gọi là xúc. Vô minh nè, hành nè, thức nè, danh sắc nè, lục nhập nè. Thấy không? Khi mà có sáu căn, sáu trần rồi, sáu cảnh rồi đó, bắt đầu xúc. Xúc là gì? Là tiếp xúc.
tiếp xúc, ngày nào cũng tiếp xúc hết á. Mà không, không tiếp xúc bằng mắt thì tiếp xúc bằng mũi, không tiếp xúc bằng mũi thì tiếp xúc bằng cái nghe. Cho mình để ý coi mỗi người mình xúc kiểu mỗi người mình mỗi ngày mình tiếp xúc một kiểu. Có nhiều người á là thích coi, có nhiều người thích nghe, có nhiều người thích ngửi, có nhiều người thích nếm. Thí dụ như người nào thích nếm thì ăn hơi nhiều, nấu hoài. Người nào thích ngửi thì thôi đi chợ đi tiệm là mua gì cũng phải thơm. Thí dụ vậy. Mỗi người mình tiếp xúc một kiểu. Khi mình tiếp xúc nó có cái xúc rồi thì bắt đầu cái gì? Có cái thọ. Xúc rồi tới thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói một lời nói quý vị nghe, quý vị không vui thì quý vị nghe đó, rồi quý vị xúc, tức là nghe, tiếp xúc với cái lời nói không dễ thương của Pháp Hòa đó, thì từ đó quý vị có cái thọ. Thọ là cảm thọ, nhưng mà cảm thọ này có 3 loại. Cảm thọ dễ chịu, cảm thọ không dễ chịu, và cảm thọ trung tính, neutral. Nhưng mà thường thường á, con người mà khổ đau á, là do cái cảm thọ dễ chịu. Tại vì sao? Là tại vì từ cái cảm thọ dễ chịu này á, nó sanh ra cái gì? Nó sanh ra cái ái. Xúc, thọ là ái. Ái là gì? Là yêu thích. Ái tức là mình thương nó, mình thích nó, mình luyến nó. Pháp Hòa nhớ trong chuyện Kiều có một câu: nghe càng đắm, ngắm càng say. Ở trong chuyện Kiều có một câu như vậy đó. Xúc, thọ, ái. Một khi mình đã tiếp xúc cái đó, mình thích nó rồi, thì bắt đầu mình muốn gì? Muốn bảo vệ nó, muốn giữ nó, cho nên gọi là thủ. Thôi đừng nói chi con người mình, cái người mình yêu nè, mình ái rồi mình thủ nha. Nói một cái bình thường thôi, đôi giày, đôi dép, thậm chí một dĩa đồ ăn, mình thử, mình nếm nó rồi, mình thích nó rồi, mình đem cất liền. Bao lại cất rồi sợ ta lấy lộn để tên nữa. Không, mình nói một cách rất là đơn giản để rồi mình thấy thế nào gọi là ái và thủ đó. Có nhiều khi á, coi vậy chứ quần áo mình nhiều, giày dép mình nhiều, nhưng mà kiếm một cái mà mình mặc mình vừa ý, mình thoải mái, mình thích á, không phải dễ đâu. Có khi á, mình có một cái áo lạnh, mình mặc cái áo lạnh đó, mình mặc vô mình cảm thấy nó vừa mình, từ cái bề ngang cho tới chiều dài. Mặc cái áo này mình thấy mà ai mình mặc cái áo này ai cũng khen, là bắt đầu đi tới đâu là phải cất cái áo đó, là tại vì cái áo nào mất được chứ áo này mất không được. Ví dụ vậy đó. Để mà nói áo lạnh kêu coi vậy chứ dễ mua, chứ áo tràng khó kiếm nha. Thành thử kiếm cái áo tràng mà vừa mình mà ưng ý mình không phải chuyện dễ đâu ạ. Cho nên có cái áo đó phải ghi tên vô nha. Cất cho kỹ. Pháp Hòa nói vậy rồi cái là mình thấy mình rõ ràng. Nhiều khi giày cũng vậy, mình mang nhiều đôi lắm mà không phải cái đôi nào mình cũng có thể mình thích được nó. Là vì nó êm cái chân rồi, nó làm sao á, phải không? Thì từ cái xúc, cái thọ, không? Cái ái rồi cái thủ. Xúc, thọ, ái, thủ. Từ cái thủ đó là mình kẹt vô nó, bắt đầu nó hữu. Hữu là gì? Hữu là có. Thấy gì cũng có đó. Từ cái có đó nó dẫn mình đi tới cái sinh, là cái cuộc sống. Mà quý vị thấy cái sinh là cái sống này nó nhiều thứ không? Bởi vì phải đi ví dụ ha.
mình có một cái, như Pháp Hòa hay ví dụ, mình có một cái nhà. Mới đầu mình ước đơn giản nha, ước có cái nhà, rồi có tiền mua cái nhà. Bước vô cái nhà rồi bắt đầu mình ngắm, chà cái chỗ này mà để cái bình hoa này có bộ không hợp à. Bắt đầu là bỏ ra ngày đi HomeSense kiếm một cái bình hoa mà cho nó đúng với cái kích thước chỗ đó đó, để vô. Xong rồi đâu một tuần sau bắt đầu mới đi vô tiệm khác nữa, đi kiếm cái tấm gương, tấm kiến hay bức tranh gì đó về treo cho nó hợp với cái mình đã có. Chứ đâu phải chuyện dễ. Có cái nhà là mình nói vậy thôi, nhưng mà có cái nhà không chưa đủ. Từ cái hữu này nè, thấy không, rồi nó sinh ra gì? Nó sinh ra đủ thứ cái hữu khác. Phải có cái này, có cái kia. Thí dụ như người nào mà độc thân cái sao, thì muốn có bạn à, có bạn rồi thì muốn lập gia đình, muốn lập gia đình thì muốn có con à, có con xong rồi mình muốn sao nữa, con mình nó phải đẹp, nó phải thông minh, nó phải học giỏi, thí dụ vậy đó, vân vân. Cho nên rồi bây giờ mình thấy là từ trong cái sinh đó nó có cái hữu là có. Và khi cái có đó đó, nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra cái cuộc sống. Mà cuộc sống thì nó rất là nhiều những cái khó khăn. Mà chính vì mình có cuộc sống cho nên mình phải có già chết, gọi là lão tử. Và cuối cùng người ta thêm một chữ cuối cho cái chữ lão tử này, ta thêm vô là ưu bi, sầu khổ. Tại vì hễ mà sanh thì vui, mà tử thì buồn. Đó là mình nãy giờ Pháp Hòa giải thích từng chữ ở trong cái 12 nhân duyên theo cái chiều dọc. Rồi giờ cái chiều người ta đi ngược lại, và nghịch từ cái tử ha, cho nên đáo lại con người có sinh, tử rồi mới có sinh, không? Rồi từ cái sinh con người bắt đầu có gì, có hữu, rồi có thủ, có ái, có hữu, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, có thức, có hành, có vô minh. Như vậy thì cái vòng luân hồi mà người ta xưa nay người ta hay dùng để người ta giải thích đó, theo cái chiều thuận như vậy. Thì chư tổ ngày xưa quý ngài thường gọi rằng á, các ngài quý ngài hay phân biệt cái này gọi là tam thế lưỡng trùng. Trong 12 nhân duyên này các ngài phân tích theo cái hình thức là tam thế lưỡng trùng. Tam thế là sao? Tam thế có nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn lưỡng trùng tức là hai tầng nhân quả. Mình nói ví dụ theo cái thuyết tam thế lưỡng trùng á, thì vô minh với hành á, gọi là quá khứ. Bởi vì mình có vô minh, có hành, rồi bây giờ cái quả mà hiện tại đó mình phải hưởng là gì? À, là thức, là danh sắc. Rồi từ những cái hiện tại mình có đó là danh, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Đó là hiện tại. Rồi sinh với lão tử là vị lai, ba đời. Còn lưỡng trùng là hai tầng nhân quả. Thí dụ giờ mình tại nhân là vô minh, phải không? Nhân là vô minh, cho nên rồi mình vô minh này, cái quả của mình là gì? Là mình đi tới cái hành động. Các ngài hay giải thích như vậy. Quá khứ mình có vô minh, có hành, cho hiện tại mình mới có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu. Đó là hiện tại. Và rốt cuộc về sau này mình có sinh, có lão tử. Đó là tam thế. Rồi còn cái nhân quả là các ngài thấy không? Vì mình có sinh, có lão, vì mình có vô minh là nhân, cho nên rồi nó đưa mình đi tới cái quả là gì?
cái quả của mình là có sinh tử luân hồi. Thì quý ngài mới nói rằng cái đó giải thích như vậy cũng được, nhưng mà nó có một cái nguy hiểm là sẽ làm cho người khác hiểu lầm á, là hiện tại không có sinh lão, vị lai mới có sinh lão sao? Trên cái thuyết này á, sau này người ta ít có giải thích theo kiểu này nữa, ít có giải thích theo cái lối gọi là tam thế lưỡng trùng nữa. Nhưng mà hôm nay mình nói là Pháp Hòa cũng phải nhắc tới, để sau này thí dụ quý vị có học 12 nhân duyên ở đâu đó mà người ta có, quý vị có thấy trong sách thì có nghe nữa, thì mình hiểu rằng đây là một thuyết do chư vị luận sư thời xưa đề ra, mục đích là để đi có một cái thứ tự để giải thích về cái vấn đề luân hồi sanh tử. Bởi vì đạo Phật á, thì không có nói tới cái chuyện gọi là có một đấng tạo hóa, mà tất cả những cái sinh tử luân hồi của ta là đều do chúng ta tự tạo. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng con người mình á lúc nào cũng vô minh, không phải vậy đâu, mà phải nói rằng con người có minh nữa. Tại vì nếu con người không có minh á, thì tại sao Đức Phật lại xác nhận là con người có thể có khả năng thành Phật? Cho nên mình đừng có tự nhận mình hoàn toàn là vô minh. Có vô minh nhưng mà cũng có mình. Đó, cái hay ở cái chỗ mà Pháp Hòa muốn nói là cái giáo lý 12 nhân duyên này. Nếu mà mình không có cái không có cái minh đó, thì mình đâu có tu được. Mà nếu mình là vô minh rong rặc đó, thì ngày nay mình không có ngồi đây. Mình có minh cho mình mới đi tìm cái con đường mà tu niệm như thế này chứ. Chờ rõ ràng là mình có minh. Mà hễ mà có vô minh á là nó có những cái phiền lụy như là phân biệt, phiền não. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng á từ cái vô tại chỉ vì cái vô minh mà con người mình có hành. Mà đã là nói nhân duyên thì mình phải hiểu như thế này. Trong một cái nó có 11 cái kia. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ người ta nói là vô minh duyên hành, tức là từ bởi vì có vô minh cho nên mới dẫn tới cái sự quấy động phiền não của mình. Như vậy thì bây giờ mình đặt trường hợp mà hỏi ngược lại là trong hành có vô minh không? Có không? Có. Tại sao? Tại vì nếu mà trong hành không có vô minh á thì cái việc làm của mình á nó đã tỉnh. Vì mình vô minh cho nên mình mới đi tới cái chuyện mình tác động, mà vô mình tác động nhiều chừng nào thì vô minh mình lớn chừng nấy, cho nên trong hành này nó có chứa cái vô minh. Cái đó mới đúng nghĩa của chữ nhân duyên. Mình đừng có nghĩ rằng vô minh nó nuôi hành, hành nó cũng nuôi vô minh nữa. Thí dụ bây giờ mình nói cái cây, mình nói cái cây thì cái cây là nó nuôi cái thân cây, nó tiếp xúc với nước rồi nó nuôi ra lá. Mình nghĩ đơn giản là thân này, cái thân cây ấy, nó tạo ra lá, nó nuôi lá, nó tiếp xúc những chất nhựa nuôi lá. Nhưng bây giờ mình nhìn sâu mình thấy lá có nuôi cây không? Có. Lá tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để nuôi cây. Chờ cái chỗ nhân duyên của đạo Phật nói là cái chỗ đó. Bây giờ mình sống chung một cộng đồng với nhau, mình đừng có nghĩ rằng mình nuôi cái người đấy.
Không có đâu, người kia cũng nuôi mình. Thí dụ như là có nhiều Phật tử gần đây biết Pháp Hoa không khỏe đó, hay phone thăm hay là email tới thăm, thì quý vị mới nói rằng: thầy ơi, thầy phải ráng uống thuốc, thầy phải ráng ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng để thầy sống, là tại vì thầy phải sống để nuôi tụi con. Cái chữ nuôi này không có nghĩa là cho thức ăn vật chất, nhưng mà ý cái vị này muốn nói rằng nuôi đây là gì? À, tức là mình còn duy trì được cái cuộc sống của mình thì mình có thể mình chia sẻ Phật Pháp, mình hướng dẫn tu học. Thì các vị mới gửi thuốc qua để nuôi là Pháp Hòa. Người gửi thuốc Bắc, người gửi thuốc Nam, thí dụ vậy. Cho mình sống chung với nhau là mình nuôi dưỡng với nhau hết. Trong đạo Phật mình dùng cái từ là nuôi dưỡng. Mình là vợ chồng, mình sống chung nhà cũng vậy, mình nuôi dưỡng nhau hết. Cái hạnh phúc của người này nó nuôi dưỡng cái người kia. Bây giờ nói ví dụ đi, hôm nào mà thử ổng mà nóng tánh rồi, mình ảnh hưởng không? Ổng bực bội lên cái mình cũng bị lây. Rồi ngược lại á, mình nóng thì ổng cũng lấy. Cho nên đừng có tưởng là mạnh ai nấy xấu, không có đâu. Cho nên là mình hồi nào giờ á, mình giải thích cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, là đôi khi mình hiểu đơn giản lắm. Mình hiểu một cách rất đơn giản là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ gì, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thí dụ vậy. Nhưng mà cái đó mình hiểu một cách rất là đơn giản. Hiểu vậy nó đơn giản lắm. Và mình phải thấy rằng trong cái này, trong một cái nó có những cái kia. Thí dụ như trong vô minh đó, nó có hành. Trong vô minh nó cũng có thức. Trong vô minh nó cũng có danh sắc. Trong vô minh nó có lục nhập. Trong vô minh nó có xúc. Trong vô minh nó có thọ, trong vô minh nó có ái, trong vô minh nó có thủ, trong vô minh nó có hữu, trong vô minh nó có sinh, trong vô minh nó có lão tử. Tại vì chính trong cái vô minh đó cho nên nó mới có hết tất cả những cái này. Mà ngược lại, những cái này nó cũng có vô minh. Thí dụ bây giờ mà xúc á, mình tiếp xúc mà mình không có chánh niệm là vô minh á, mình không có chánh niệm thì mình sẽ tạo tác biết bao nhiêu thứ. Rồi trong vô minh á, nó có ái. Trong vô minh nó có ái, tại vì vô minh á, nó mới luyến. Mà trong ái nó có vô minh không? Trong ái có vô minh. Tại vì thương mà mình không có hiểu đó, không có sáng suốt á, thì mình càng thương, mình làm cái người mình thương bị thương, chứ không phải là được thương. Cho nên trong cuộc sống á, thì không có ai cấm mình thương. Nhưng mà thương mà muốn chiếm hữu, thương mà chỉ muốn dành cái đó về phần của mình, thì cái đó không phải gọi là thương, mà cái đó gọi là ái. Cho nên ngay cả cái chữ bác ái cũng vậy. Bác là rộng, ái là thương. Bác ái là thương rộng, nhưng mà rộng thì cũng có ngằn mé, cho nên bác ái cũng không thể sánh bằng từ bi. Từ bi là thương, mà thương bình đẳng, thương không phân biệt. Còn người mà có, hễ mà có ái, chữ ái nó nguy hiểm là ở cái chỗ là có gì, có đối tượng, có chiếm hữu. Ví dụ như mình là người thương, người kia là người được thương, là ái rồi đó. Mình là cái người kia là cái người, mình là người năng ái, người kia là người sợ ái. Quý vị biết cái danh từ năng sợ. Thí dụ mình lễ Phật mình tụng cái câu năng lễ sợ lễ tánh không tịch. Năng lễ là mình, sợ lễ là Phật. Thấy không? Người lễ và người được lễ cả hai đều vắng lặng.
Còn mình bây giờ là năng thương, sở thương, cả hai đều bị thương. Tại ai cũng muốn chiếm hết đó. Không có tịch. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng. Cho nên nếu mà trong cái ái đó đó mà nó có cái, nó có cái minh đó, thì tự nhiên trong cái ái, trong cái thương đó, nó có cái sự chăm sóc mà nâng đỡ, mà hiểu và cảm thông. Còn cái ái mà bình thường mà theo cái thập nhị nhân duyên mà nói theo một cách căn bản nhất đó là gì? Trong ái này nó có lòng vô minh. Vì vậy mà sao? Không cảm thông, không nâng đỡ, không chăm sóc, chỉ được phần mình thôi. Thí dụ giờ đó là tôi muốn mỗi ngày anh phải về nhà lúc 5 giờ, 5 giờ 10 là bắt đầu có chuyện. Ví dụ vậy. Cũng hỏi sao, tại sao mà làm vậy? Nó tại tôi thương, tôi muốn anh đi 10 phút. Thì là, cái đó cũng là chứng tỏ là mình thương. Không, nhưng mà thương đó là mình thương mà sao mình làm cho cái người mình thương không có, không có thoải mái, bị ngợp ngạt. Cho nên mà thương kiểu kiểu của ông thi sĩ Nguyễn Bính là mệt lắm. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Dễ sợ không? Dầu thơm mà cô không được nữa, thấy không? Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Muốn đi swimming pool đi 5 giờ sáng không có ai hết. Muốn đi exercise swimming pool, đi ngâm nước nóng gì, đi buổi sáng sớm không có ai hết trơn. Còn nếu mà có là mấy người ô không, mà mấy người già mà. Đừng tắm chiều nay bể lắm người. Nhưng mà sau đó rồi mình còn bắt đầu mình, đó là ái rồi thủ đó, thấy không? Giống như ông Vũ Hoàng Chương, ông nói một câu: tố của Hoàng nay tố của ai? Hồi xưa là tố của Hoàng, bây giờ không biết là tố của ai rồi. Cho mình ái rồi mình mới có thủ, tức là mình muốn, mình kẹt vào đó, mình muốn giữ cái đó. Hình như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, muốn thủ thôi, mình muốn cái gì cũng là của mình thôi. Mà nếu mà mình không được cái đó, mình đau khổ, ubi. Cho nên cái chữ tại sao là chữ ubi nằm cuối, phải không? Thủ không được là cũng ubi, phải không? Muốn chiếm hữu không được cũng ubi, muốn ái không được cũng ubi. Mà ái nhiều nào thì ubi lớn chừng nấy. Cho cái chữ vô minh đó, nó giống như nằm trên cái chớp vậy đó, rọi rọi xuống mấy kia. Nhưng mà ngược lại trong mỗi cái kia nó đều có 11 cái khác. Cái đó gọi là nhân duyên là vậy. Cái này là cái nhân mà nó cũng duyên với cái khác, mà nó hoành hành lớn hơn nữa. Cho cái giáo lý mà người ta thường hay giải thích hàng dọc như vậy đó, cái đó gọi là tung. Giải thích theo chiều tung. Tung là gì? Dọc. Ngày mai mình sẽ nói hoành. Hoành đó là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta nói người đó tung hoành dữ lắm, tức là sao? Ngang dọc. Tung là dọc, theo chiều dọc. Hoành là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta muốn nói ông Từ Hải, người ta nói một tay gầy dựng cơ đồ, bấy lâu bể sở sông ngô tung hoành. Người nào mà nói, nếu nói theo tiếng Việt là trời ơi cái anh đó dọc ngang dữ lắm. Còn nói theo tiếng Hán là người tung hoành thiên hạ. Thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích là Hòa mới nói tung thôi. Tung là đi theo dọc. Nhưng mà nếu mà mình chỉ biết rằng ở vô minh á,
nó từ vô minh nó sanh ra hành, từ hành sanh ra thức. Mình nói vậy tức là mình chỉ nói được có cái rất nhỏ, một phần rất nhỏ của 12 nhân duyên. Thậm chí mình nói ngược lại nó cũng vậy thôi, nhưng mà phải nói, mình phải nói theo cái chiều hoành nữa. Là sao? Tức là cái này nó duyên cái kia nó duyên cái nọ, nó có hết trong đó. Mình là ví dụ ha. Thí dụ bây giờ là mình có cái tâm nghi. Một khi mà mình có cái nghi rồi á, thì trong đó nó có cái gì? Nó còn nhiều thứ nữa. Người kia làm cái gì mình cũng nghi hết á. Nói một câu nói mình cũng ngồi mình suy diễn, coi cái người đó nói như vậy là ý làm sao. Cái trong lòng của mình bây giờ á, cái hành nó không có, cái hành này á, nó làm cho mình xáo trộn, dao động, nó không có bình thản bình thường nữa. Tại vì mình đã có cái nghi với cái người kia rồi, cho nên cái người kia có nói gì mình cũng bắt đầu cái lòng mình nó suy diễn, mình không có còn nghe đơn giản như ngày trước nữa. Rồi thí dụ bây giờ mình thương người nào đó, mình ghen đi đó, mình ghen rồi đâu phải đơn giản là theo hồi mà ghen rồi cái kiểu nào mình cũng ghen được hết đó. Đi sáng mình cũng ghen, đi trưa mình cũng ghen, đi chiều mình cũng ghen. Nếu mà bây giờ mình ghen rồi người đó mà bữa đó chải đầu một chút cái mình cũng nhìn đó. Sao bữa nay chải đẹp hơn, ví dụ vậy. Sao đi với tôi bình thường đâu có chải kiểu vậy, đâu có diện vậy, mà sao đi không có tôi đi bữa nay như vậy. Nó ví dụ vậy. Cho nên là trong cái vô minh đó, trong cái hành đó, tức là gì? Hành tức là khi cái tâm thức của mình nó không có, nó bị quấy động. Nó bị quấy động bởi vô minh. Cho nên mình càng làm á thì mình càng sao? Càng dở. Càng làm càng dở, càng ghen nó càng dở, là tại vì không có cái phương pháp, không có cái tuệ giác mình phải như thế nào. Quý vị thấy cái người mà họ quýnh quán lên rồi thì sao? Làm cái gì nó cũng rớt, nó lụp chụp hết. Thì cái này nó lay cái kia, thí dụ vậy. Cho nên trong cái này nó lồng những cái thứ khác. Thì cái chữ nhân duyên là vậy. Cái này là nhân, nó duyên với cái kia, nhưng mà cái kia nó cũng là nhân, nó duyên ngược lại với cái này. Thí dụ như mình nói á, mình cắm một bình hoa là chính, nhưng mà mình phải biết rằng cái nước mà ở dưới cái bình hoa này nó cũng quan trọng cho cái hoa lắm. Tại vì nước ở trong này mà nó không có đủ thì nó làm cho cái hoa chết, hoa mau tàn. Vậy thì hoa đó nó cũng là một cái nhân để nó, và nó duyên để nó làm cái nước đó, nó cũng là cái nhân nó làm cho cái hoa này đẹp và tươi lâu hơn. Chứ cái hoa này nó sống được là nhờ nước. Phải không? Mà nước ở trong này á mà làm tròn vẹn được cái bổn phận của nước là vì sao? Vì nước trong này có thể nuôi hoa. Chứ trong người mình ngồi đây đó, ai cũng là chánh báo mà ai cũng là y báo. Mình là chánh báo, mình tạo ra hoàn cảnh. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng, là tại vì cái hoàn cảnh nó làm cho con người mình thoải mái và dễ thương hơn. Cho người này á, là cái gương, mà cái người kia cũng là gương để mình soi. Chữ nhân duyên trong nhà Phật là vậy. Đừng có nghĩ là mình đọc một mình không có. Người này phải nhân với người, phải sống có người kia. Cái hồi nãy giờ Pháp Hòa nói đó là chưa phải là thắng nghĩa. Trong đạo Phật á, cái gì nó cũng có hai phần. Cái phần nghĩa lý đơn giản và cái phần nghĩa lý cao tột. Nãy giờ mình nói đó là để cho mình hiểu theo cái thập nhị nhân duyên, cái giáo lý duyên khởi theo cái chiều dọc. Và mình hiểu được hai chữ nhân duyên.
Và mình đã hiểu được chữ duyên khởi. Duyên khởi tức là một cái sinh khởi của mỗi một pháp nó tùy thuộc vào cái pháp kia. Thí dụ nè, cái hoa này mà nó sống được đó là nó nhờ nước. Đó, duyên khởi là vậy. Vì vậy cho nên đó là mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì bắt đầu mình sống mình có cái dễ thương, mà mình thấy rằng mọi người xung quanh mình ai cũng là cái duyên giúp cho mình sinh tồn sống đáng tốt. Và mình không có bao giờ mình có cái nghĩ là mình làm hại ai, tại vì người kia họ đau khổ thì mình cũng chẳng vui gì. Quý vị thấy không, Mỹ mà kinh tế xuống thì các nước khác cũng ảnh hưởng. Mà kinh tế các nước khác mà có xuống đi nữa đó, thì nước Mỹ cũng ảnh hưởng, chứ không phải là không. Rồi bây giờ mình nói ví dụ trong nhà của mình đó, cha mẹ mà đời sống không lành mạnh thì con cái trong nhà nó ảnh hưởng không ít. Chứ cái người ta dùng cái từ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước á, mình mới nói ủa sao kỳ vậy. Theo thư đạo Phật nói ai làm đấy chịu, chứ mắc gì cha làm con chịu. Cái chữ chịu đây là vậy nè, bởi vì mình sống hàng ngày mình không có tạo những cái nhân lành đó, mình cứ vung những cái chất xấu thì con mình nó sống trong cái môi trường đó, cho nên nó chịu hết những cái gì, những cái gì mà mình giữa hai vợ chồng mình vung vẩy ra và con nó gánh. Thí dụ như thay vì nó con nít đâu biết gì đâu, hai vợ chồng lên mâm cơm giận với nhau là bắt đầu đập bàn đập ghế, cái tự nhiên nó ngồi nó chịu. Và từ nhỏ tới lớn á, nó không bao giờ nó thấy được cái gì ngoài cái chuyện là cha mẹ gây gỗ, và mỗi một lần gây gỗ là đập đổ. Và đứa nhỏ đó nó bị ảnh hưởng cái tấm tình, cái cách đập đổ như vậy. Và khi nó lớn lên là nó chỉ đập đổ. Mình đừng có tưởng là tại vì nó là cái nhân, rồi hai vợ chồng mình giận, người này cũng là nhân giận, người kia cũng nhân giận, rồi hai cái nhân này nè nó duyên với nhau. Và đứa nhỏ này nó cũng là một nhân, nó ngồi đó nó chịu hết những cái duyên mà mình gieo cho nó. Cho nên rốt cuộc rồi cái nhà mình đó, một nhà quả, mà quả này không có quả tốt, phải không? Nếu khi mà không bữa nào mà không là pháo đại á, bình thường là pháo tiểu nha, một hai câu cái gỗ khắc khẩu đó kêu pháo tiểu, bữa nào mà hét lên cái là pháo đại, phải không? Mà bữa nào mà đập bàn mà đóng cửa cái râm mà bỏ đi đó gì bơm lựu tự ra ngày nào nó cũng hưởng cái quả. Chứ không phải là cái chuyện mà mình nói là theo như nguyên tắc đạo Phật nói là ai làm thì nấy chịu. Tại sao cha mẹ làm mà con hưởng? Thì cái chữ hưởng đây là hai phần. Nếu mình tạo tác những cái nhân không lành, mình đem về mình nuôi nó thì nó có ăn chịu trong đó. Ví dụ mình đem mình đi làm những cái chuyện không có hợp pháp, mình đem tiền mà mình nuôi nó đi, thì từ nhỏ tới lớn là nó sống bằng cái tiền mà không hợp pháp của mình, thì nó có ăn chịu trong đó. Rồi nếu mà nói theo cái tâm thức là mà nó tiếp xúc hàng ngày là gì? Hàng ngày cha mẹ mình đã đưa ra cái gì, mình đã vẫy ra, mình đã phun ra cái gì, thì con mình nó bị hưởng cái đó. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ ha, khi mình lái xe đó, khi mà cái kiến mình nó bị mờ đó, mình hay mở nước á để cho nó phun lên và nó clean cái kiến. Nhưng mà phải cẩn thận, trước khi mình phun cái đó mình để ý coi có ai đứng gần nữa không. Tại vì cái đó đừng có tưởng là nó chỉ phun lên cái kiến, nó văng xa lắm á, những cái người mà đứng gần gần đó là bị hết á. Cho nên thường thường mà vô mà đổ xăng, mà mình hay có cái thói quen là trong khi ngồi chờ đổ xăng thì mình hay lau kiến rồi vậy, thì phải để ý cái người ta đứng, người ta cầm bơm xăng đó, là coi chừng bị trúng người ta. Thì cái trường hợp ở đây mà nói cũng ví dụ cũng như vậy, thấy không? Rồi quý vị để ý rồi, cái người mà sucking smoker luôn luôn là bị nhiễm độc nhiều hơn cái người hút. Rồi cho nên là mình mà hút thuốc á, thì con mình nó cũng bị bệnh. Mà bây giờ trong cái phòng này nè,
Mà chỉ cần 5 người mà hút thuốc thôi là một lát là quần áo gì của mình là nó bị có mùi hết. Thành thử ra từ đó mình mới biết cái gì gọi là những cái nhân duyên. Một cái mình làm ra thì những người khác có ảnh hưởng. Cho nên ở dưới nhà mình có để cái câu đó không? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương là vậy. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa nở, một hoa mà nó nở, nó tỏa hương á, thấy không? Thì tất cả đều được tỏa. Dạ, ngày xưa có một vị thiền sư mà ngài trồng hoa cúc á, trong cái chậu hoa của ngài. Rồi riết cái trong cái chùa của ngài nó thơm cái mùi hoa cúc lắm. Thì người ta mới tới làng xóm, người ta xin, ngài mới cho. Mấy chú tiểu mới nói sao hòa thượng không giữ lại để trong chùa mình nó có hương hoa. Thì ngài mới nói bây giờ tôi hỏi ông, mà mình để trong chùa mình trồng á, thì bước vô chùa mình á, nó chỉ ngửi chung vi cái phạm vi của chùa. Bây giờ mình chưa điều ra làng trên xóm dưới ai cũng trồng hết, thì mai mốt không gọi là chùa hương nữa mà làng hương. Vậy thì cái làng hương với cái chùa hương cái nào hơn? Phải không? Thì ở đây cũng vậy. Mình sống mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì mình cố gắng mình thay đổi. Ngày mai mình sẽ nói cái chuyện làm sao mình thay đổi 12 nhân duyên này. Lâu nay mình chỉ học theo một chiều tiêu cực, là vô minh, rồi hành, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xuất, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mà sau này chư tổ đã cống hiến, Phật đã cống hiến cho chúng ta thêm một cái nữa là Đức Phật không dừng ở đó. Mà một cái chủ đích của Đạo Phật á, là không phải chỉ nói một cái tiêu cực mà rồi chịu trận. Mà quý vị đọc trong kinh thôi, luôn luôn Phật nói cái này rồi Phật liền nói cái làm sao để thay đổi nó. Cho nên cái danh từ chuyển hóa, cái chữ tu ở trong nhà Phật á, càng ngày nó càng hiển lộ ra. Hồi nào giờ mình hiểu chữ tu đơn giản lắm. Tu là gõ mõ tụng kinh, tu là ăn chay, tu là đi chùa, tu là làm công quả. Mình hiểu theo hàng dọc. Nhưng mình quên rằng á, tu này nó còn nhiều cái sâu sắc nữa. Đúng rồi, không có mấy cái đó là mình cũng khó tu lắm à. Phải không? Thí dụ bây giờ là mình thích nghe âm thanh, cho tụng kinh có mõ có chuông. Thay vì mình nghe đàn nghe nhạc thì giờ tụng kinh có mõ có chuông là nhạc lễ. Mình thích có màu sắc thì trong chùa chế ra cho mình những cái pháp phục. Cho nên đây là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đây là phương tiện hết, là hình tướng hết. Nhưng mà những cái này nè, nó nuôi mình lắm, nó trợ duyên cho mình lắm đó. Để ý trong nhà mình mà treo hình Phật, treo hình nào mà lành thiện, cả ngày đó mình cũng lành thiện theo, là tại vì mình nhìn những cái hình lành thiện. Còn mình treo những cái hình không lành thiện, lúc nào mình nhìn nó cái tâm mình cũng khởi hành à. Vô minh duyên hành, lúc nào cũng dao động hết, vân vân. Thành từ cái một cái mà nó sinh thì nó duyên ra những cái khác. Thì Pháp Hòa mới nói là hôm nay là mình nói theo một cái chiều tung đó, chiều hoành. Chiều tung là mình đi xuống dày rồi mình đi ngược lên. Nhưng mà giải thích rộng chút nữa là mình phải biết rằng không phải chỉ có vô minh rồi mới duyên hành nha. Rồi hành nó mới có thức nghe không. Trong vô minh nó có hành, mà trong hành nó cũng có vô minh. Trong một nó có mấy cái khác. Bây giờ Pháp Hòa nói cho một cái ví dụ là bát chánh đạo. Mình đã nói là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ. Nhưng mà đừng có quên là trong cái chánh kiến nó cũng có bảy cái kia. Tại vì người có chánh kiến là sao? Nhờ có chánh tư duy mới có chánh kiến được. Nhờ có chánh ngữ cho nên mới có chánh kiến. Nhờ có chánh nghiệp mới có chánh kiến. Từ cái chánh kiến, người có chánh kiến thì không có nói bậy, cho nên có chánh ngữ. Người có chánh kiến cho nên có chánh ngữ. Người có chánh kiến cho nên có chánh tư duy. Người có chánh kiến cho nên có chánh nghiệp. Thấy đúng là nói đúng, thấy đúng cho nên suy nghĩ đúng. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật nó hay ở một cái chỗ là
Đức Phật thường dùng cái chữ nhân duyên mà Đức Phật nói. Cái này có là cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Khi mà mình vô minh không còn thì không có nghĩa là không có nữa. Vô minh không còn thì cái gì sinh? Minh sinh. Phải không? Vô minh không còn thì minh sinh. Thức không có là trí sinh. Hay ở cái chỗ đó. Vậy mà nói ví dụ bây giờ nè, nếu mà ngày hôm nay cuối tuần mà mình thường hồi xưa đời sống thường nhật của mình đó, mình sống theo chiều theo cái chiều này, đi làm ngày một tuần lễ 5 ngày, bây giờ cuối tuần thứ sáu thứ bảy chủ nhật phải enjoy, mình sống theo cái kiểu chiều dọc vậy đó, phải không? Mình mới tung mà mình chưa hoành. Bây giờ hoành đã đổi ngược lại, không đi làm mệt rồi thì tại sao phải đi nhậu nhẹt, tại sao phải rượu chè, tại sao phải cờ bạc làm chi? Mình phải nghỉ ngơi cho nó khỏe. Cho bây giờ để thì giờ ra ngủ nghỉ. Còn khi nào mà chùa có tổ chức lễ lọc quý thầy về giảng, mình tới mình nghe để nó bồi dưỡng cái tâm thức, tâm linh của mình. Trời, bây giờ mình thấy sức khỏe mình có, niềm vui mình có, ác khao mình có dư. Có tu rồi, một cái này nó tu thì những cái khác nó tu theo. Cho quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa nói làm sao? Một người cha có 8 người con, người cha đi tu rồi 8 người con đi tu theo. Sao kỳ? Người cha đó là mình. Mình mà tu rồi thì 8 thức kia nó tu theo. Mắt, tai, mũi, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a la gia thức gì nó tu hết. Hồi xưa cái tàn thức của mình á, biết không, nó chứa đủ thứ hết á. Nhìn vô biết nó tới chưa tới. Nó yên dòng rồi, nó thấy cái người kia có con bài này, người kia có cây bài kia, ngồi nó chỉ. Bởi vì trong tàn thức nó chứa tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa, nó chứa cái gì 13 nút rồi 21 nút rồi thùng phé gì, nó chứa toàn cái đó không. Bây giờ nó không có chứa cái đó nữa. Nó chỉ có chứa gì? Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nó chứa mấy cái đó không? Cho nên tu là chuyển chứ có gì đâu. Tu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Mà cái lành mà nó sanh nó có rồi, những cái khác nó ra liền. Quý vị để ý, quý vị nhớ một câu kinh thôi. Nhớ một câu kinh thôi. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy. Đam mê, hờn giận và ngu si, tất cả hôm nay xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Trời ơi, nhớ mấy câu đó nó ăn tiền không? Mỗi khi cái gì nó sắp sửa làm cái nhớ lại liền. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Thề sống đêm ngày trong chánh niệm. Cho cái này là nhân mà nó duyên như những cái khác nó sinh. Cho cái hay của Đức Phật là nói cái này mà chỉ cái tu. Thôi mình hết giờ rồi, mai mình sẽ tiếp. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này